vị các bạn đã đến với Bách Tóc Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chung bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Bruno Fernandes ghi dấu ấn giúp MU thắng Chelsea 2-0. Tiền vệ người Borussia kiến tạo cho Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp MU đánh bại Chelsea ở trận đấu thuộc vòng 26 Premier League diễn ra rạng sáng ngày 18 tháng 2. MU và Chelsea bước vào trận đấu thuộc vòng 26 mà không có sự phục vụ của những tiền đạo cắm tốt nhất. Trước đối thủ được đánh giá cao, Maguire vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công ưa thích. Để đáp lại, huấn luyện Lampard chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình, chơi áp sát ngay trên phần sân của đối thủ. Chelsea sớm chịu tổn thất về lực lượng khi Kante phải rời sân ở phút thứ 13. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn tạo ra những pha lên bóng sắc nét để xuyên thủng hàng phòng ngự đối khách. Cơ hội nhiều lần mở ra nhưng Michy Batshuayi lại gây thất vọng bằng những pha đưa bóng đi không trúng đích. Sau quãng thời gian cầm bóng và thực hiện nhiều đường chuyền ngắn và trung bình, phút thứ 45, MU bất ngờ đổi phương án tấn công và ngay lập tức mang lại hiệu quả. Từ quả tạt của Wan-Bissaka, Anthony Martial băng vào đánh đầu hiểm hóc không cho Caballero một cơ hội cản phá. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về đội khách. Kịch tính được đẩy lên ngay ở đầu hiệp 2, Chelsea đẩy cao đội hình gây sức ép. Eric Bailly vừa trở lại sau chấn thương nhưng lại có nhiều pha xử lý mạo hiểm khiến khung thành của đội nhà chao đảo. Phút thứ 56, Chelsea có bàn gỡ hòa sau tình huống dứt điểm gọn gàng của Gosuma. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do VAR phát hiện Aspilicueta đã đẩy ngã hậu vệ đội khách khi tham gia vào tấn công. Chỉ 7 phút sau, MU sớm có câu trả lời bằng một tình huống đá phạt đưa bóng đi dội cột. Cổ động viên đội khách không phải tiếc nuối lâu khi MU có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 66. Từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes, Maguire bật cao đánh đầu đánh bại thủ thành Caballero. Sau bàn thua thứ 2, Marvin Lampard giúp Batshuayi ra nghỉ để thay bằng Giroud. Tiền đạo người Pháp chỉ cần cú dứt điểm đầu tiên để làm rung mảnh lưới Man United ở phút thứ 77. Tuy nhiên, VAR một lần nữa vào cuộc và tước đi bàn thắng của đội chủ nhà vì lỗi về vị. Lỗ lực trong những phút cuối trận không thể giúp Chelsea tìm bàn rút ngắn tỷ số. Phút thứ 88, Mason Mount tung cú sút phạt hiểm hóc nhưng bóng lại đi dội cột trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tân binh Orion Ighalo của MU vào sân ở phút thứ 90 thay Anthony Martial và suýt chút nữa có thể ghi bàn. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho United. Kết quả này khiến cuộc đua top 4 thêm phần gay cấn khi khoảng cách giữa đội đứng thứ 4 và thứ 7 chỉ là 3 điểm. Reina nổi điên và sâu xa thẳng tưng. Suco Mino Reina đã đáp trả gay gắt huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer khiến MU rơi vào cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Cách đây hơn một tuần, Mino Raiola đã có những phát biểu úp mở về tương lai của Pogba. Xưa còn này khẳng định Pogba không ngại trở lại Italia khoác áo Juventus. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tiền vệ người Pháp không thể hạnh phúc nếu đội bóng của anh không đủ sức cạnh tranh danh hiệu và không luôn Champions League. Thay vào đó, Javi Sosa đã lên tiếng nhắc nhở Raiola. Ông nhấn mạnh Pogba là cầu thủ của MU chứ không phải là của siêu cò này. Đây không phải là lần đầu tiên Sosa và Raiola có lời qua tiếng lại thông qua truyền thông. Trước phản ứng của Sosa, Mino Raiola bất ngờ đáp trả gay gắt, siêu cò này thậm chí chọn thời điểm ngay trước trận đấu giữa MU và Chelsea để lên tiếng khi đăng 3 bức ảnh trên trang Twitter cá nhân. Reina nói, Pogba không phải là của tôi và chắc chắn không phải là tài sản của Sosa. Paul là của Paul Pogba. Từ lâu, bạn đã không thể sở một con người ở Anh hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi hy vọng Sosa không muốn đề nghị Paul là tù nhân của ông ta. Tôi là một công dân tự do, tôi có suy nghĩ và được quyền bày tỏ suy nghĩ của mình. Cho đến bây giờ, có lẽ tôi vẫn quá tốt với ông ta. Sosa nên nhớ lại những gì ông ta đã nói với Paul ở mùa hè trước. Tôi nghĩ Sosa đang thất vọng vì nhìn lối do khác nhau và bị lẫn lộn các vấn đề. Tôi nghĩ Sosa có nhiều chuyện khác để lo lắng. Nếu là ông ấy, ít nhất tôi sẽ để tâm đến các chuyện khác. Hiện tại chưa rõ Sosa sẽ nói sao với lời đáp trả của Mino Raiola. Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn đẩy MU vào cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng trong phần còn lại của mùa giải. Joao Felix lỡ đại chiến với Liverpool tại Champions League. Tiền đạo Joao Felix của Atlético Madrid không thể ra sân trong trận đấu với Liverpool tại Champions League vì chưa khỏi ốm. Ngày 17 tháng 2, World Routine, tiền đạo Joao Felix sẽ lỡ trận đấu với Liverpool tại Champions League ngày 19 tháng 2 tại Hà Nội. Cầu thủ người Borussia đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trong trận gặp Valencia tại La Liga. Tuy nhiên, anh vẫn không thể thi đấu vì chưa khỏi ốm. Joao Felix liên tục phải ngồi ngoài vì chấn thương trong thời gian qua. Chuỗi chấn thương của cựu cầu thủ Benfica bắt đầu từ cuối tháng 1. Anh gặp chấn thương cơ và không thể hoàn thành trận đấu với Leganés tại vòng 21 La Liga. Đến khi trở lại trong trận hòa 2 đều với Valencia ở vòng 24, Joao Felix lại chấn thương và phải rời sân sớm. Ngoài Felix, Hector Herrera cũng không thể ra sân vì bị ốm. Kieran Trippier đang trong quá trình hồi phục sau khi phẫu thuật chấn thương háng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, Joao Felix đã chuyển đến Atletico Madrid với mức phí 126 triệu euro. Anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng thành Madrid. Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng,
tiền đạo sinh năm 1999 vẫn chưa thể chứng minh giá trị của bản thân. Từ đầu mùa, Felix mới chỉ ra sân 24 trận cho Atletico, anh ghi được 4 bàn và đóng góp 2 đường kiến tạo. Ở mùa giải năm nay, vấn đề lớn nhất của Atletico là không ghi bàn. Tính riêng tại đấu trường La Liga, sau 23 vòng đấu, Los Garibancos mới chỉ ghi 23 bàn, tức hiệu suất chỉ vỏn vẹn 1 bàn mỗi trận. Felix được kỳ vọng có thể trở lại thi đấu khi Atletico Madrid hành quân đến sân Anfield trong trận lượt về vòng knockout Champions League vào tháng 3. Barca được phép mua tiền đạo thay Suarez và Dembele. Ban tổ chức La Liga đã cho phép Barcelona chiêu mộ thêm tiền đạo do đội bóng này đang khủng hoảng lực lượng ở hàng tấn công. Như đã biết, Barcelona đang gặp khó khăn ở hàng tấn công khi mất cả hai tiền đạo là Ousmane Dembele và Luis Suarez. Gần như chắc chắn hai chân sút này sẽ phải ngồi trên sân nước tới hết mùa vì chấn thương. Khó cho huấn luyện viên Quique Setién là kỳ chuyển nhượng mùa đông đã đóng cửa. Tuy nhiên, theo thông tin mới được tờ Marca đăng tải, ban tổ chức La Liga đã cho phép Barcelona bổ sung một cầu thủ dù kỳ chuyển nhượng tháng 1 đã đóng cửa hơn 2 tuần. Đây là quy định đặc biệt của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha AFEF nhằm giúp các câu lạc bộ vượt qua khó khăn về nhân sự trong các tình huống bất khả kháng. Quy định trên được nêu rõ ở điều 124.3. Do hai tiền đạo của Barcelona đều phải nghỉ thi đấu trên 5 tháng nên đội bóng xứ Catalan được phép mua tiền đạo thay thế. Các giấy tờ liên quan tới chấn thương của Suarez và Dembele đã được Blaugrana gửi đi và ban tổ chức La Liga đã đồng ý. Tuy vậy, Barcelona không thể mua bất cứ cầu thủ nào mà họ mong muốn. Theo quy định, đội bóng xứ Catalan chỉ được phép mua cầu thủ tự do, không vướng mắc hợp đồng với các câu lạc bộ nào hoặc cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha. Thứ hai, Barcelona chỉ có 15 ngày để mua cầu thủ mới kể từ khi được ban tổ chức La Liga duyệt hồ sơ. Thứ ba, hai cầu thủ chấn thương của Barcelona, Suarez và Dembele, không được phép trở lại thi đấu hoặc ký hợp đồng với các câu lạc bộ khác trong 5 tháng tới, kể cả khi họ bình phục chấn thương. Với các quy định trên, Barcelona không còn nhiều thời gian, họ cũng đang bị hạn chế lựa chọn nên đang cân nhắc một trong các mục tiêu là William Jones của Real Sociedad, Angel Rodriguez của Getafe, Lucas Perez của Alaves, Enes Unans của Valladolid và Ante Bunimir của Real Mallorca. Do mất cả Suarez và Dembele nên hiện tại, huấn luyện viên Quique Setién chỉ còn 3 lựa chọn để luân phiên sử dụng trên hàng tấn công, là Lionel Messi, Antoine Griezmann và Ansu Fati. Casillas tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng thủ thành Iker Casillas đã tuyên bố sẽ tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Iker Casillas hiện vẫn đang là thành viên của câu lạc bộ Porto. Do cơn đau tim trong buổi tập hồi tháng 5 năm ngoái, thủ thành người Tây Ban Nha chưa thể thi đấu trở lại. Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, Thánh Iker bất ngờ trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Trước sự tin yêu của người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha, Iker Casillas đã quyết định tranh cử. Thông tin này đã được anh xác nhận trên mạng xã hội Twitter. Đúng vậy, tôi sẽ tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ cùng nhau đưa liên đoàn lên top những nền bóng đá tốt nhất thế giới. Tôi đã thông báo cho chủ tịch Porto về quyết định của mình. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới họ. Chúng tôi sẽ ứng cử với thái độ tôn trọng cao nhất. Hơn 23.000 lá phiếu đang chờ chúng tôi trong cuộc bầu cử công bằng và minh bạch. 139 thành viên hội đồng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Xin cảm ơn tất cả vì sự ủng hộ, Iker Casillas chia sẻ trên Twitter. Iker Casillas rất được người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha yêu mến bởi anh đã có sự nghiệp hào hùng trong máu đội tuyển quốc gia. Cùng với Nazoja, Thánh Iker đã có 167 lần ra sân, giành 2 chức vô địch châu Âu 2008 và 2012 và 1 chức vô địch World Cup 2010. Sự tín nhiệm của người hâm mộ đã đẩy thủ thành 38 tuổi đi theo nghiệp lãnh đạo. Vào tháng 3 tới, sau lịch khám định kỳ, Iker Casillas có thể xác định tiếp tục thi đấu hay không. Tất nhiên, nếu trở thành chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Thánh Iker sẽ giải nghệ. Hiện tại, ngày bầu cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vẫn chưa được ấn định. Đối thủ của Iker Casillas chính là đương kim chủ tịch Luis Rubiales. Nếu giành chiến thắng, huyền thoại của sân Bernabeu sẽ nhậm chức cho tới năm 2024. Báo giới Tây Ban Nha đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của Iker Casillas. Theo kết quả khảo sát của tờ Marca, có tới 93% là phiếu ủng hộ thủ thành huyền thoại của Real Madrid. Pep và Sterling khẳng định tiếp tục gắn bó với Man City. Việc Man City bị UEFA cấm tham dự cúp châu khiến nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng này sẽ bị chảy máu lực lượng. Sterling và huấn luyện viên Guardiola là hai người đầu tiên cam kết ở lại. Theo Sky Sports, huấn luyện viên Pep Guardiola đã nói với các học trò rằng ông sẽ không chia tay Man City ít nhất là đến khi hợp đồng kết thúc. Hiện tại hợp đồng giữa hai bên sẽ kéo dài đến hết mùa giải 2020-2021. Nếu muốn tiếp tục gia hạn, chiến lược gia người Tây Ban Nha phải chấp nhận việc không được dự cúp châu thêm một mùa giải nữa.
Ngoài huấn luyện viên Guardiola, Raheem Sterling cũng cam kết tiếp tục gắn bó với nửa xanh thành Manchester. Anh cho rằng điều quan trọng nhất của đội bóng ở thời điểm này là tập trung hết sức vào Champions League. Họ có cuộc đấu khó khăn ở vòng 16 đội khi đối thủ là Real Madrid. Trước đó vào ngày 16 tháng 2, The Sun đưa tin Real Madrid sẵn sàng bỏ ra 180 triệu euro để mang Sterling về Bernabeu. Cầu thủ 25 tuổi còn 3 năm hợp đồng với Man City, anh đang nhận mức lương 300.000 bảng mỗi tuần. Trong những mùa giải gần đây, Sterling là nhân tố quan trọng của Man City. Anh là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho Man City bên cạnh Kevin De Bruyne và Sergio Aguero. Hiện tại, anh đang ghi được 20 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 35 trận trên bảng đấu trường mùa giải này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, gửi tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Và giờ, xin chào và hẹn gặp lại!